Bộ Công an đề xuất kinh phí thu từ xử phạt vi phạm giao thông đường bộ sẽ có khoản chi cho các cá nhân tố giác hành vi vi phạm, tối đa có thể lên tới 5 triệu đồng. Đây là nội dung có trong dự thảo nghị định quy định quản lý sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, dự thảo đề xuất mức chi bồi dưỡng cho tập thể cá nhân đã cung cấp thông tin có giá trị giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông không quá 5 triệu đồng trên một vụ việc. Chi hỗ trợ cho người thực hiện kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, tuần tra kiểm soát trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 300.000 đồng trên một người trên một lượt. Một số địa phương vừa qua đã khuyến khích người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm giao thông để cơ quan chức năng xử lý. Như tại Hà Nội, từ đầu năm 2023, Công an thành phố công khai đề nghị người dân chủ động cung cấp qua tài khoản Zalo của Phòng Cảnh sát Giao thông và số điện thoại đường dây nóng. Tuy nhiên, việc làm này trên tinh thần tự nguyện, không có việc trả tiền cho người cung cấp. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận cũng ra văn bản khuyến khích, khen thưởng cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông có giá trị. Danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về vi phạm giao thông sẽ được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc cung cấp thông tin sẽ được động viên, khen thưởng kịp thời với những cá nhân có thành tích bằng hình thức phù hợp. Song, không nêu rõ mức khen thưởng cụ thể là gì. Cần tuyển bổ sung 2.203 suất học lớp 10 ở 36 trường công lập, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ tuyển được 1.400 em thí sinh trúng tuyển. Vì vậy, một số các trường tốt đầu đã trắng tay trong đợt tuyển bổ sung này. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết thúc quá trình xét tuyển bổ sung, toàn thành phố có 1.400 thí sinh trúng tuyển trên tổng số chỉ tiêu là 2.203, đạt tỷ lệ 63,54%. Vì vậy, một số các trường tốt đầu đã trắng tay trong tuyển bổ sung như trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn bởi điểm chuẩn quá cao. Học sinh nếu có điểm bằng điểm tuyển bổ sung cũng đã trúng tuyển trường khác. Dù còn thừa hơn 800 suất học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả này khả quan, tạo điều kiện cho những thí sinh có điểm thi phù hợp được học công lập. Năm ngoái, các trường tuyển bổ sung 3.000 học sinh nhưng chỉ nhận được hơn 1.000 hồ sơ. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung một lượng lớn lao động đáp ứng đơn hàng, song gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Điều đáng nói là hiện số lao động có nhu cầu tìm việc cũng đang rất đông, song chưa tìm được công việc ưng ý. Và theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, một số các doanh nghiệp khó khăn khi tuyển dụng lao động mang tính thời điểm cục bộ, bởi lý do chính là cung cầu chưa gặp nhau, còn tổng thể thì không thiếu nguồn cung lao động. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, đông lao động nhất cả nước. Hiện nay, thành phố không thiếu lao động, nguồn cung lao động rất dồi dào. Theo khảo sát, tình hình tuyển dụng lao động của hơn 23.000 doanh nghiệp, có một số doanh nghiệp khó khăn khi tuyển dụng lao động. Lý do chính là cung cầu chưa gặp nhau, có trường hợp doanh nghiệp trả lương thấp, người lao động không hài lòng, hoặc người lao động chưa đạt yêu cầu doanh nghiệp. Một hiện tượng khác là lao động bị cho nghỉ việc trong các ngành thâm dụng lao động, thường là lao động lớn tuổi, thâm niên, lương hơn 10 triệu đồng trên tháng. Nay tuyển lao động mới, doanh nghiệp trả mức lương quay lại thời điểm ban đầu, không tính thâm niên nên rất thấp. Chính những lý do trên dẫn đến tình trạng nguồn cung lao động trên địa bàn thành phố rất dồi dào, nhưng đôi lúc có doanh nghiệp lại khó tuyển được người. Để khắc phục được điều này, ngành lao động xây dựng một hệ thống dữ liệu lao động toàn quốc, gắn với dữ liệu dân cư quốc gia, từ đó việc quản lý và kết nối cung cầu lao động giữa các tỉnh thành, vùng miền sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam còn được xuất khẩu với tổng giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 515 triệu đô la Mỹ, tăng 26,2% so với năm trước. Ngày càng có nhiều sản phẩm chăn nuôi được mở rộng xuất khẩu như mật ong, lợn sữa, tổ yến, trứng vịt muối, sữa và thịt gà chế biến. Trong đó thì Việt Nam là nước xuất khẩu mật ong lớn nhất vào thị trường Hoa Kỳ. Vâng, tuy nhiên theo các chuyên gia thì việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi Việt Nam theo hướng bền vững, an toàn sinh học cần phải được quan tâm hơn nữa để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin về triển lãm Vietstock 2024, đại diện Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết chăn nuôi hiện chiếm hơn 1/4 tỷ trọng toàn ngành nông nghiệp Việt Nam.
chăn nuôi Việt Nam đã có những bước tiến nổi bật mới trong bối cảnh phát triển công nghệ và hội nhập quốc tế. Tổng sản lượng của ngành chăn nuôi năm 2023 tăng 6,38% so với năm 2022. Trong 3 năm qua, Việt Nam luôn duy trì đàn lợn đứng thứ 5 thế giới về đầu con, thứ 6 về sản lượng, cung cấp khoảng 4,5 triệu tấn thịt hơi mỗi năm. Đàn gia cầm đứng top đầu thế giới. Lượng sữa tươi, nguyên liệu của Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong khu vực ASEAN. Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đứng số 1 khu vực Đông Nam Á, thứ 12 thế giới. Đây là những nỗ lực chung của toàn ngành trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn. Như vậy có thể nói là chúng ta cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu thực phẩm cho 100 triệu dân. Và những năm gần đây, khi chúng ta hội nhập sâu rộng, thì chúng ta phải có những sản phẩm của chúng ta đã xuất đi được ra các thị trường khó tính như là mật ong, lợn sữa, tổ yến, trứng vịt muối, sữa, gà chế biến. Trong đó có những thị trường lớn như Nhật, Mỹ, EU. Đấy, đặc biệt là chúng ta thấy được là đây có thể nói là từ một đất được thiếu thực phẩm, chúng ta chuyển lên trạng thái và có thể một phần là đáp ứng đủ cho 100 triệu dân. Đây là một nhấn mạnh rất rõ và cơ bản chúng ta là đáp ứng cơ bản cái nhu cầu này và một phần nữa là để xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi Việt Nam hiện nay đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Các vấn đề như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, biến động thị trường, sự phụ thuộc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu, tình trạng kháng kháng sinh, đặc biệt vấn đề quản lý môi trường đã và đang đặt ra những yêu cầu cấp bách cho ngành cần phải giải quyết. Chúng tôi thấy rằng an toàn sinh học là một trong những khía cạnh mà Việt Nam cần tập trung phát triển, hướng tới phát triển bền vững ngành. Vì vậy, chúng tôi tổ chức hội nghị an toàn sinh học. Đây sẽ là một hội nghị tập trung về cách thức triển khai an toàn sinh học tại trang trại. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hợp tác để giới thiệu các đổi mới và công nghệ mới đến các trang trại. Chúng tôi sẽ có khi gian hàng và các hội thảo riêng để thảo luận về chuyển hóa chất thải thành năng lượng và năng lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi, từ đó kiểm soát và giảm phát thải trong chăn nuôi. Đây là các đổi mới và công nghệ sẽ được chia sẻ đến ngành chăn nuôi Việt Nam. Hướng phát triển chăn nuôi bền vững thì đã được khẳng định trong cái chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045 đã được chính phủ phê duyệt. Và cái định hướng đó nó phải đảm bảo hài hòa của 4 cái yếu tố. Thứ nhất đó là phải đảm bảo về lợi nhuận kinh tế, tức là sản xuất phải có lợi nhuận thì mới tồn tại được sản xuất. Thứ hai đó là phải đảm bảo về mặt môi trường tốt nhất. Và thứ ba đó là đảm bảo sự công bằng xã hội, các tác nhân tham gia vào chuỗi ngành hàng sẽ có lợi và được bảo vệ. Và cuối cùng đối với một cái lĩnh vực chăn nuôi có thể một điểm mới đó là đảm bảo về phúc lợi động vật. Thì là 4 yếu tố để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững trong thời gian tới. Các chuyên gia cũng kỳ vọng Vietstock 2024 tại Việt Nam với chủ đề chuyển đổi chăn nuôi năng suất cao hơn, dinh dưỡng tốt hơn, môi trường xanh sạch hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ là cơ hội để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp tập đoàn trong và ngoài nước đưa ra những công nghệ tiên tiến, thảo luận về các xu hướng mới và giải quyết những thách thức và định hướng phát triển bền vững cho ngành chăn nuôi ở Việt Nam.